Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến video tiếp theo của Tuyển Văn Hóa. Triều Tiên quả thật là đang trở thành cái gai trong mắt của Mỹ và các đồng minh. Vụ việc cử lính sang chiến trường Nga và Ukraine còn chưa kịp lắng xuống, thì mới đây, vụ thử tên lửa của họ đang khiến cho NATO náo loạn. Tên lửa được phóng hôm thứ Năm bay cao hơn bất kỳ tên lửa nào khác trước đây của Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản theo dõi đường bay của tên lửa cho biết nó đã rơi xuống vùng biển giữa Nga và Nhật Bản. Hãng thông tấn nhà nước KCNA ca ngợi đây là tên lửa chiến lược mạnh nhất thế giới. Dù vẫn còn rất nhiều dấu hỏi về khả năng dẫn đường và bảo vệ đầu đạn hạt nhân khi tên lửa quay trở lại bầu khí quyển, nhưng Hoa Song 19, giống như các ICBM tối tân khác của Triều Tiên, đã chứng minh được tầm ngắm có thể tấn công gần như mọi nơi trên lục địa Mỹ. Loại ICBM mới này chứng minh với thế giới rằng Triều Tiên đã giành được vị thế dẫn đầu trong việc phát triển và sản xuất vũ khí hạt nhân. Vụ phóng diễn ra chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống quan trọng của Mỹ vào tuần tới, đã nhanh chóng bị chỉ trích bởi Washington và các đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản hay châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cho biết, Lầu Năm Góc vẫn đang trong giai đoạn đánh giá vụ phóng tên lửa và chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào về sự tham gia của Nga tại thời điểm này. KCNA cho biết, vụ phóng không ảnh hưởng đến sự an toàn của các nước láng giềng và là một bước đi phù hợp trước các mối đe dọa từ đối thủ của Triều Tiên. Theo hãng tin này, thì tên lửa Hoa Song 19 sẽ được triển khai cùng với Hoa Song 18, phóng thử lần đầu tiên vào năm ngoái và cũng sử dụng nhiên liệu rắn. Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn không cần phức tạp phải nạp nhiên liệu ngay trước khi phóng, thường dễ vận hành và an toàn hơn, đồng thời ít cần hỗ trợ hậu cần hơn, khiến chúng khó bị phát hiện hơn so với vũ khí nhiên liệu lỏng. Những lý do đó có thể khiến cho các nước phương Tây giãy đành đạch, thậm chí giãy nảy cả lên và lên án Triều Tiên. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cho rằng động thái của Triều Tiên là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, Triều Tiên không bao giờ ngán ai đâu. Mới đây, em gái của Chủ tịch Kim Jong-un, bà Kim Jo-jong, Phó chủ nhiệm Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đã có những phát biểu khiến cho phương Tây nghe xong phải im thì thít. Bà Kim cáo buộc các quốc gia thù địch với Triều Tiên đã thành lập một khối quân sự dựa trên vũ khí hạt nhân, đồng thời đặt câu hỏi liệu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc có nghĩ rằng hòa bình có thể được đảm bảo trên bán đảo Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng kiềm chế hay không. Bà cũng tái khẳng định lập trường của nhà lãnh đạo Triều Tiên là không bao giờ thay đổi đường lối phát triển lực lượng hạt nhân của đất nước. Liệu lệnh trừng phạt, áp lực và đe dọa có ngăn cản được chúng ta không? Chúng chỉ khiến chúng ta mạnh mẽ hơn. Đồng thời, bà cũng nhấn mạnh rằng đất nước sẽ không bao giờ dung thứ cho bất kỳ nỗ lực nào đe dọa đến môi trường an ninh của nhà nước. Trong một tuyên bố riêng rẽ, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng đã phản đối kế hoạch UNSC nhằm triệu tập cuộc họp về phụ phóng ICBM mới nhất của Triều Tiên. Cơ quan này cáo buộc các thế lực thù địch đã tạo ra tình hình nghiêm trọng đối với môi trường an ninh của Triều Tiên thông qua tiêu chuẩn kép bất hợp pháp, lên án mạnh mẽ cuộc họp là vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc và là thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Các thế lực thù địch càng có hành động khiêu khích, bất chấp cảnh báo nghiêm trọng của Triều Tiên, thì họ sẽ càng phải đối mặt với phản ứng đáp trả mạnh mẽ hơn. Triều Tiên cho biết họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục nỗ lực xây dựng năng lực tự vệ và cáo buộc Mỹ cùng Hàn Quốc đẩy bán đảo Triều Tiên vào nguy cơ chiến tranh. Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường các nỗ lực thực tế để ngăn chặn mối đe dọa quân sự từ các thế lực thù địch và đồng thời duy trì sự cân bằng lực lượng cho khu vực. Quan chức này cáo buộc Washington và Seoul đã tổ chức tập trận quân sự gấp nhiều lần trong năm nay, khiến Bình Nhưỡng phải răn đe để ngăn chặn triệt để nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân. Nói phải củ cải cũng phải nghe. Mặc dù Triều Tiên cũng hơi bướng, nhưng lần này họ có vẻ đúng, theo nhiều khán giả nhận định. Phương Tây và Mỹ luôn bắt các nước khác không được chơi với hàng nóng, nhưng bản thân mình thì lại đã chùm sản xuất ra những vũ khí hủy diệt. Logic kiểu ấy thì trẻ con cũng không ngửi được. Thế cho nên, càng cấm, Triều Tiên càng thách thức. Mới đây, KCNA công bố loạt ảnh cho thấy một tên lửa lớn, đa tầng, được vận chuyển bằng một xe chuyên chở kiêm bệ phóng di động 11 trục. Một số hình ảnh dường như từ máy ảnh gắn trên tên lửa, chụp lại giai đoạn tách tầng và trái đất từ không gian. Theo trang web của tổ chức phi lợi nhuận Missile Defense Advocacy Alliance có trụ sở ở Mỹ, từ thập niên 60, Triều Tiên được cho là đã nhận sự hỗ trợ kỹ thuật từ Liên Xô và Trung Quốc về phát triển tên lửa. Sau khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền, Triều Tiên đẩy mạnh các cuộc thử nghiệm và phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo. Điển hình là các vụ phóng thử thành công ICBM sử dụng nhiên liệu rắn. Triều Tiên hiện sở hữu một số loại ICBM với khả năng nhắm mục tiêu ở các khu vực cách xa hàng nghìn km. Trong số đó đáng chú ý nhất đó là dòng tên lửa Hoa Song. Hoa Song 14, tên lửa 2 tầng có khả năng bay xa hơn 10.000 km, được thí nghiệm lần đầu vào ngày 4 tháng 7 năm 2017. Đây là một bước ngoặt rất lớn khi đánh dấu khả năng của Triều Tiên trong việc tấn công các mục tiêu tầm xa. Phiên bản 15 thì sao? Với thiết kế mang được đầu đạn lớn, Hoa Song 15 chính là tên lửa có hệ thống cơ gimbal đầu tiên của Triều Tiên,
giúp điều hướng chính xác hơn. Nó có tầm bay xa khoảng 14.000 km. Trong lần phóng thử vào ngày 29 tháng 11 năm 2017, Hwasong 15 đã bay trong 53 phút, đạt độ cao 4.500 km và bay được 960 km. Hwasong 17 ra mắt năm 2020. Hwasong 17 là tên lửa lớn nhất của Triều Tiên với tầm bắn lên tới 15.000 km. Về lý thuyết, có thể vươn tới mọi điểm trên lãnh thổ Mỹ. Vụ phóng thử ngày 24 tháng 3 năm 2022 xác nhận khả năng của Hwasong 17 trong việc mang đầu đạn hạt nhân, gia tăng áp lực lên Mỹ trong việc xây dựng chiến lược phòng thủ. Hwasong 18, có thông tin Triều Tiên đã phát triển Hwasong 18, nhưng chưa có nhiều chi tiết cụ thể về ICBM này, ngoài việc nó sử dụng nhiên liệu rắn và được triển khai trên xe di động đường bộ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự đoán Hwasong 18 sẽ có uy lực lớn hơn các ICBM khác của Triều Tiên. Với tầm bắn và tốc độ ấn tượng, ICBM Triều Tiên đã đạt đến ngưỡng có thể đe dọa các thành phố lớn của Mỹ. Theo tờ Independent, tên lửa Hwasong 14 và Hwasong 15 có tầm bắn ước tính 10.000 km cho đến 14.000 km, đủ khả năng vươn tới các thành phố của Mỹ như Los Angeles, Chicago, New York và thậm chí cả Boston. Đặc biệt, mẫu tên lửa Hwasong 17 lớn nhất và mạnh nhất của Triều Tiên có tầm bắn lên tới 15.000 km, bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ từ bờ Tây cho đến thủ đô Washington DC. Theo nhận định của chuyên gia David Wright đã làm việc tại tổ chức tư vấn Union of Concerned Scientists, Hwasong 14 có thể mất khoảng 38 phút để chạm tới thành phố Los Angeles, 39 phút 30 giây để tới được Chicago, 40 phút 30 giây tới thành phố New York và 41 phút để chạm vào Washington DC. Với sự ra đời của Hwasong 18 và Hwasong 17, cuộc đối đầu Mỹ-Triều đã bước vào một chương mới, buộc Washington phải đối mặt với những bài toán phong phú và phức tạp hơn, đan xen cả những cân nhắc về ổn định quốc tế và nguy cơ leo thang căng thẳng với các cường quốc khác. Trên trang web của tổ chức Mission Defense Advocacy Alliance, Hwasong 17 là một trong tên lửa lớn nhất thế giới. Nó có kích thước lớn bất thường đối với một ICBM cơ động trên đường bộ. Hầu hết các quốc gia đều làm cho ICBM cơ động trên đường bộ có kích thước vừa phải để giúp nó cơ động hơn và dễ che giấu hơn. Tuy nhiên, Triều Tiên lại đi ngược lại xu hướng trên. Có nhiều quan điểm bình luận về đó, bao gồm cả quan điểm cho rằng Triều Tiên chỉ muốn đe dọa các đối thủ bằng một ICBM khổng lồ. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng kích thước khổng lồ của Hwasong 17 là để tên lửa này chứa các đầu đạn MIRV và đầu đạn giả để đánh lừa hệ thống phòng thủ tên lửa, hoặc có thể là một đầu đạn thật với sức công phá lớn hơn. Một trong những điểm mạnh của Hwasong 17 đó là khả năng phóng từ bệ phóng di động. Dù kích thước khổng lồ gây khó khăn cho việc cơ động và ngụy trang, bệ phóng di động cho phép Hwasong 17 tiếp cận nhiều vị trí phóng khác nhau, tăng tính bất ngờ cho cuộc tấn công. Tương tự, các ICBM của Nga như RS-24 Yaz và Trung Quốc như DF-41 đều có khả năng triển khai từ bệ phóng di động hoặc các silo cố định, giúp bảo vệ tên lửa khỏi bị tiêu diệt cho các cuộc tấn công phủ đầu. Thưa quý vị và các bạn, Minuteman III của Mỹ thì được triển khai cố định cho các silo dưới lòng đất để tăng độ an toàn và bảo vệ cho tên lửa. Dù vẫn có những hạn chế về nhiên liệu và độ chính xác so với ICBM của các cường quốc lớn, song Hwasong 17 của Triều Tiên với khả năng vượt qua hệ thống phòng thủ và tầm bắn bao trùm toàn bộ lãnh thổ Mỹ đã nâng vị thế sức mạnh quân sự của Triều Tiên lên một tầm cao mới. Thưa quý vị, những diễn biến xoay quanh vụ việc này sẽ diễn biến như thế nào? Mọi thứ sẽ dịu đi hay phức tạp hơn? Chúng tôi sẽ cập nhật ở những video tiếp theo của Tuyển Văn Hóa. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp toàn thể quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.